Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nhé. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn những thông tin về sự kiện mới sắp tới này, có cả sự kiện free skin hợp tác nhé. Nói chung là cũng rất là ngon và chi tiết như nào thì bạn nhớ là cùng mình xem hết trong video này nhé. Đầu video thì các bạn cũng đừng quên là cho mình một nút like, nút đăng ký kênh và chuông này, tại vì mình cũng có các phần quà tới cho tất cả bạn. Và vài hôm nữa ấy, khi mà chúng ta ra sổ sứ mệnh mùa mới thì mình sẽ có một mini game tặng khoảng 15 đến 20 sổ sứ mệnh vượt cấp tới cho những bạn nào là fan cứng ủng hộ trên kênh các bạn nhé. Nên là chúng ta nhớ theo dõi nhá. Hiện tại thì chúng ta chưa cập nhật sổ sứ mệnh mùa mới các bạn ơi. Vài hôm nữa khi đâu mà cập nhật thì mình sẽ có mini game này tới cho tất cả bạn luôn. Nên là chúng ta nhớ là theo dõi trên kênh của mình nhá. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Rồi, và hiện tại thì mình thấy là trong game chúng ta đang có chuỗi sự kiện AV Day. Bạn nào chưa nhận full quà thì nhớ là vào game nhận full quà đi bạn nhá. Kèm theo thì ngày hôm nay chúng ta đã mở một chế độ chơi mới, đó chính là chế độ chơi đấu nhân bản. Các bạn nào nếu mà thích chơi chế độ này ấy, thì chúng ta vào chúng ta chơi các bạn nhé. Mà chế độ này mình thấy là chơi cũng khá là hay, khá là thú vị luôn. Các bạn có thể vào trong game để chúng ta trải nghiệm bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn một thông tin liên quan đến sự kiện sắp tới. Đó chính là vào ngày 1 tháng 8 này ấy, các bạn theo một số thông tin mình được biết ấy, thì các bạn sẽ có một sự kiện. Các bạn đăng nhập 10 ngày chúng ta sẽ nhận được free skin của vị tướng Lindis các bạn nhé. Skin hợp tác các bạn thấy là trong game ấy. Hiện tại thì chúng ta đang có một số những sự kiện để các bạn nhận skin của Bright cũng như là Murat rồi. Nhưng mà hai sự kiện này ấy, thì chúng ta tốn quân huy, còn skin Lindis sẽ được phát tới cho tất cả bạn hoàn toàn miễn phí vào ngày 1 tháng 8 bạn nhé. Các bạn chỉ cần đăng nhập 10 ngày thôi là chúng ta sẽ nhận được hoàn toàn miễn phí luôn. Mình thì cũng có skin này rồi, còn những bạn nào nếu mà chưa sở hữu trong sự kiện trước ấy thì có thể chúng ta chơi để chúng ta gọi là chúng ta đăng nhập để chúng ta hốt skin này hoàn toàn miễn phí luôn các bạn nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn đó chính là thông tin liên quan đến chuỗi sự kiện sắp tới luôn các bạn nhé. Trước mặt các bạn đó chính là bức hình liên quan tới chuỗi sự kiện sắp tới vào ngày mùng 1 tháng 7 này. Mùng 1 tháng 7 ấy, các bạn sẽ có một sự kiện nạp quân huy nhận miễn phí skin Ata Giao Long các bạn nhé. Chỉ cần chúng ta nạp 6 quân huy mà thôi, nghĩa là nạp mốc quân huy thấp nhất luôn đấy, chỉ cần nạp quân huy thôi là chúng ta đã có skin của Ata Giao Long hoàn toàn miễn phí rồi. Nói chung skin cũng rất là ngon đúng không bạn. Và tới với ngày mùng 2 tháng 8 thì các bạn sẽ được mở sự kiện Aza Công Chúa Cầu Vồng free một lượt. Quay 24 giờ các bạn nhé. Vậy là skin này ấy, skin Aza Công Chúa Cầu Vồng skin mới bậc 3S luôn các bạn nhé. Thì sẽ được mở vào ngày 2 tháng 8. Bạn nào nếu mà thích skin này thì chúng ta hốt thôi. Mình theo mình thấy ấy, thì skin này chủ yếu là các bạn con gái chúng ta thích hơn đúng không? Tại vì các bạn con trai thì rất ít khi chúng ta chơi vị tướng Aza này luôn. Các bạn con gái thì cực kỳ thích chơi, nên là có lẽ là các bạn con gái hốt skin này cực kỳ nhiều luôn, được không bạn? Thì vào ngày 3 tháng 8 thì chúng ta sẽ có vẻ bồi tiền sắc mới này. Và 4 tháng 8 thì chúng ta sẽ cập nhật lại vòng quay 12 ô các bạn nhé. Đây là thông tin liên quan tới sự kiện sắp tới ở server chúng ta. Đó, mình cũng cập nhật tới cho tất cả bạn luôn. Chuyện sự kiện sắp tới thì quan tâm nhất chắc là sự kiện free skin của vị tướng Lindis thôi, đúng không bạn ơi? Tiếp theo nhá, các bạn cũng đừng quên, đó chính là những bạn nào nếu mà chúng ta chọn skin trong sự kiện chọn ngay may đến ấy, thì chúng ta vào chúng ta check xem chúng ta có trúng quà hay không nhá. Ở đây thì mình thấy này, các bạn thấy là mình cũng không trúng được rồi. Tại vì nếu mà các bạn chọn các phần quà skin ngon ấy thì chúng ta cực kỳ khó để chúng ta trúng được skin luôn nhé các bạn ơi. Cực kỳ khó, và mình cũng có qua một nick phụ rồi. Mình chọn các phần quà cùi ấy, thì bạn sẽ cùng mình qua xem không biết là chúng ta có trúng hay là không các bạn nhá. Ok thì mình có sang bên phụ rồi đây các bạn ơi. Chúng ta cùng vào ngay chọn ngày mai đến nhá. Thì ở đây mình có chọn, ui vậy là chúng ta vẫn không trúng được. Mình có chọn thêm skin của Aoi ấy, sát thủ đô thị và Nakadot con đoàn địa ngục, nhưng mà không trúng được các bạn ơi. Zenaway thì chúng ta cũng đã hụt luôn rồi. Còn lại phần quà còn lại thì mình có chọn, đó chính là Tai Chi Lãng Khách, còn một phần quà cuối thôi. Nếu mà bạn nào chọn thì vào tầm bây giờ ngày mai nhá, tầm buổi sáng ngày mai các bạn vào trong game chúng ta check lại xem. Tại vì còn 22 tiếng nữa thì sẽ quay chúng ta sẽ quay quà các bạn nhé. Còn bạn nào ví dụ chúng ta chọn các phần quà khác thì sẽ dễ trúng hơn, nhưng mà mình chắc là vận may không được ngon cho lắm. Bên server nước ngoài ấy, thì mình trúng cả, đó chính là sổ số mệnh vượt cấp luôn. Nhưng mà bên server chúng ta thì có vẻ là mình trúng phần quà, à mình không trúng phần quà nào cả, hơi đen một chút xíu. Ok thì giờ chắc là video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Bạn nào
Nếu mà chúng ta chọn phần quà trong đây rồi thì các bạn vào trong game chúng ta check thử xem bạn nhá. Hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video tiếp theo nhá. Bye bye.